Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, hiện đang công tác tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Trong video này, tôi xin chia sẻ với các bạn về bệnh cúm B, một số cái phương pháp nhận biết và cách phòng bệnh. Cúm B là một trong những cái loại cúm mùa mà hay gặp ở Việt Nam và nó thường phối hợp với cúm A. Trong các vụ dịch thì là virus cúm A thì thường chiếm khoảng 75% và virus cúm B thì là thường chiếm khoảng 25%. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của virus cúm A và cúm B là tương đương nhau. Nhiều người quan niệm rằng virus cúm B thì là có tiên lượng và các triệu chứng nhẹ hơn, nhưng mức độ tử vong do cái biến chứng của cúm A và cúm B là như nhau. Cúm B thì là một bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp mà do virus cúm B gây nên, và nó có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người thông qua cơ chế giọt bắn. Con đường thứ hai nữa là khi virus cúm bay ra ngoài không khí và các cái vật dụng xung quanh thì nó tồn tại ở trong môi trường đến 48 giờ, và khi mà người lành tiếp xúc với cái đồ vật xung quanh đấy có thể lây truyền gián tiếp. Vì vậy, tất cả mọi người đều có thể lây nhiễm cúm B. Tuy nhiên, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh mãn tính và suy giảm miễn dịch thường rất hay gặp các cái biến chứng viêm phổi, viêm xoang, viêm tay giữa, suy tim, suy thận và thậm chí là viêm não và viêm cơ tim, và có thể biến chứng gây tử vong. Bệnh cúm B diễn biến thông thường thì các triệu chứng có thể diễn biến trong vòng từ 3 đến 5 ngày, sau đó lui dần và bệnh nhân có thể hồi phục trong vòng 1 đến 2 tuần sau. Cách điều trị hiện tại thì tương đương như giống như là điều trị cúm A. Thứ nhất là đối với người bệnh nghi ngờ triệu chứng cúm thì nên đến khám tại các cơ sở y tế để được khẳng định kịp thời, để có biện pháp ngăn ngừa để không lây nhiễm cho người xung quanh. Thứ hai là người lành thì cần, nhất là trong cái mùa đông xuân ẩm ướt này dễ nguy cơ mắc bệnh, thì mình phải giữ ấm cơ thể, nâng cao thể trạng bằng các cái chế độ ăn, dinh dưỡng cũng như tập luyện tập thể dục, giữ vệ sinh thân thể, rửa tay cũng như là xúc họng thường xuyên, giữ vệ sinh môi trường xung quanh mình. Ví dụ như là cái mùa ẩm ướt này thì mình phải vệ sinh môi trường, có thể là rất ẩm ướt thì mình sẽ đóng cửa, bật điều hòa hoặc hút ẩm để tránh ẩm mốc. Và một biện pháp nữa mà virus cúm B là một virus cúm mùa, vì vậy chúng ta nên được tiêm chủng cúm mùa hàng năm. Các cái người bệnh mà có yếu tố nguy cơ cao dễ mắc biến chứng thì cần được tư vấn bác sĩ để có thể dùng các cái thuốc kháng virus dự phòng. Tôi muốn nhấn mạnh một điều là trong khi điều trị thì bệnh nhân không nên tự ý dùng kháng sinh, bởi vì cúm B không phải là một bệnh nhiễm trùng. Khi bị cúm B thì người bệnh cũng rất là mệt mỏi, người bệnh cũng cần được nghỉ ngơi, yên tĩnh. Và nếu như mà có điều kiện thì người bệnh nên được nằm phòng riêng và tránh tiếp xúc, đặc biệt là với đối tượng mà dễ có nguy cơ cúm biến chứng như là người già và trẻ em. Người bệnh cần được cho ăn uống đầy đủ để nâng cao thể trạng. Chú ý là cho các cái thức ăn, đồ uống nó dễ tiêu, cho ăn thành nhiều bữa, bổ sung thêm vitamin để tăng sức đề kháng. Với những cái người bị cúm thì nó rất là mệt mỏi, khó chịu. Mình có thể dùng phương pháp thông thường, ví dụ như là mình cho ăn cháo tía tô, rồi xông cái lá xông mà cảm cúm, người bệnh cũng thấy dễ chịu hơn. Chỉ dùng hạ sốt khi mà nhiệt độ trên 38 độ 5 và không tự ý dùng kháng sinh. Những người mà có yếu tố nguy cơ cao thì nên tư vấn bác sĩ để có thể dùng các cái thuốc dự phòng cần thiết. Trên đây là chia sẻ của tôi về bệnh cúm B. Hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ giúp ích cho các bạn hiểu biết về căn bệnh cúm B cũng như cách phòng ngừa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!